Xin chào bạn, sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn là một phụ kiện sử dụng cho GoPro. Ở video clip trước đó thì mình đã giới thiệu một chiếc mic adapter chuyển đổi âm thanh sử dụng trên các dòng GoPro mới nhất hiện nay. Tuy nhiên thì đi kèm với chất lượng thì cũng sẽ phải có một vài đặc điểm nó không được hoàn hảo 100%. Thì ở đây là chiếc mic adapter mà mình có ở đây. Cái phần adapter này thì nó khá là cồng kềnh, thế nên nó sẽ hạn chế hoặc là khá là vương víu, khiến cho quá trình quay của bạn nó không được thuận tiện. Và để giải quyết những khó khăn của người sử dụng GoPro thì Yêu Công Nghệ mang đến cho bạn chiếc vỏ bảo vệ GoPro, đồng thời có thể gắn các loại phụ kiện như mic, đèn và chiếc adapter mic. Sau đây thì mình sẽ thử mở hộp sản phẩm và test thử cho bạn cùng xem. Trên tay mình là nhân vật chính ngày hôm nay, chiếc vỏ bảo vệ GoPro có chất liệu bằng nhựa ABS. Màu sắc thì một màu đen thôi. Ngoài ra thì trên đầu phần vỏ GoPro các bạn có thể sử dụng để gắn một số loại phụ kiện khác, ví dụ như mic thu âm hay là đèn. Phần chân vẫn được thiết kế giống như một chiếc vỏ GoPro bình thường để có thể gắn lên các loại gậy tự sướng hay là các loại chân tripod. Các bạn lưu ý là chiếc vỏ này thì chỉ tương thích với các loại GoPro mới nhất hiện nay, ví dụ như Hero 5, 6, 7 hoặc Hero New 2018. Cách lắp thì vô cùng đơn giản, các bạn chỉ việc tháo phần nắp lưng, sau đó thả GoPro và đẩy vào và gài lại nắp lưng như cũ. Một lưu ý nhỏ cho các bạn trong khi sử dụng chiếc vỏ bảo vệ này là phần nắp ở thân của GoPro thì cần được tháo rời để hở phần cổng cắm tiếp C female, thì khi đó các bạn mới có thể gắn được chiếc adapter mic này. Để tìm hiểu thông tin chi tiết cũng như đặt hàng sản phẩm thì các bạn vui lòng truy cập website icamera.vn hoặc gọi đến số hotline của chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại! Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé!